Rồi, chào bạn nhé, chào mừng bạn đến kênh Điện tử Nam Duyên. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục cái công việc sửa chữa cho bạn mà gửi hàng cho mình nhé, để mình sửa. Đấy, thì ở đây thì này, cái bạc này bạc ghi địa chỉ ở đằng sau này các bạn. Đấy, đây nhá, công ty trách nhiệm hữu hạn là cái này đấy, đấy anh Độ. Đấy, địa chỉ của Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam. Đấy, thì mình đã nhận được hai hôm nay rồi, tuy nhiên là việc có hơi bận, bây giờ mình mới làm được nha các bạn nhé. Đây là mình dạch ra xem. Đấy, thì khi mà gửi đồ cho mình ấy, thì các bạn nhớ ghi là đầy đủ thông tin nhé, để khi mình làm xong ấy, mình sẽ có cái địa chỉ để gửi lại cho các bạn nhé, để mình không phải đi hỏi shipper, bởi vì như có những cái đơn hàng là nó chỉ có mã thôi các bạn, nó không có số điện thoại. Đấy, thì các bạn ghi tờ giấy như này thì càng tốt. Đấy, Trần Văn Độ, Hải Dương. Đấy, nhờ bác kiểm tra giúp nguồn bơm và thay kit bơm giúp em. Tình trạng máy là nguồn đo không đủ 28V, có tải 17V, áp suất 6 kg. Đấy, kiểm tra sửa chữa khắc phục giúp em. Đấy, thì các bạn ghi tình trạng và số điện thoại như này, địa chỉ này, để mình làm xong mình gửi lại các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình khui ra mình xem nha các bạn. Đấy, đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào để mình test trước các bạn nhé. Đấy, bơm đây. Đấy, cả cục nguồn này các bạn, cả cục nguồn này nhé. Đấy, để mình chỉnh lại cái máy quay hơi chói các bạn. Đó, ok. Đây, bạn này bạn ấy cũng đã lắp thêm con tụ 50V 1000 mi. Đấy, các bạn xem thì các bạn nhớ xem kỹ một chút, bởi vì là những cái video mình hướng dẫn thì nó sẽ hơi dài, nhiều lúc là bạn sốt ruột. Tuy nhiên là làm hướng dẫn ấy, sửa chữa thì mình phải làm tuần tự các bạn, mình không làm tắt được, làm tắt các bạn không hiểu, mà các bạn làm mà không đúng quy trình ấy, thì nó sẽ một là không hiệu quả, hai nó sẽ dẫn đến những cái hỏng hóc nó đáng tiếc các bạn nhé. Đó, đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem là nó có giống như mô tả của bạn không. Đấy, bây giờ đầu tiên thì mình phải đo nguồn với đo áp suất bơm nha các bạn nhé. Đấy, vì nhiều khi các bạn cũng thắc mắc là tại sao mình làm những video hướng dẫn về sửa bơm, sửa nguồn nó nhiều video. Đấy, thì các bạn thấy là gì nhỉ, cái máy mà nó hoạt động được ấy, thì nó phải do cái máy lọc nước dầu ấy, nó hoạt động nó một cách chuẩn chu ấy các bạn, thì cái nguồn với cái bơm nó phải là đặt lên hàng đầu. Đấy, bây giờ mà cái máy mà hoạt động mà trục trặc, nó lọc yếu hoặc nó không ngắt, thì các bạn đầu tiên các bạn phải sửa nguồn với sửa bơm trước. Đấy, mình lưu ý các bạn nhé. Còn các bạn đừng có nghe người ta là tắc lõi dầu, các mua lõi dầu về thay, nhiều lúc là không thành công đâu các bạn. Cho nên mình phải sửa nguồn với sửa bơm trước. Vì vậy là những cái nguồn với cái bơm này mình làm những rất nhiều video mình sửa, mỗi bệnh nó một kiểu nha các bạn nhé. Đấy, đầu tiên mình cắm điện vào. Đấy, mà mình thử nguồn trước, khi có tải trước. Đấy, thì các bạn sửa thì nếu mà muốn dễ, các bạn nó tháo ra ngoài là các bạn kiểm tra nhé, mọi thứ ok, lắp vào các bạn loại trừ. Đấy, máy bơm chạy các bạn, bơm chạy. Đấy, kiểm tra nguồn các bạn, để chỗ nào các bạn dễ quan sát. Đây, nguồn các bạn, khi chạy còn 12V này. Đấy, khi chạy còn 12V. Đấy, cái này là nguồn có vấn đề rồi các bạn nhé. Đấy, thì ở đây bây giờ mình sẽ lắp cái tụ này vào. Cái tụ của bạn này chắc là mình phải thay cái khác, bởi vì là nếu mà bạn lắp con tụ ấy mà vẫn tụt ấy, thì cái tụ có vấn đề rồi. Thì ở đây tiện mình hướng dẫn các bạn luôn, các bạn mua tụ cho mình về ấy, thì mình đã hạn sẵn giấy các bạn như thế này. Thì cực bên này là âm này các bạn, còn bên này là dương nhá. Thì các bạn nhớ đấu đúng nhá. Đấy, đây dương này, dương các bạn vào dây đỏ của adapter này, nhớ là vào đường ra của adapter các bạn nhé. Đấy, đây trừ này, trừ vào dây đen. Đấy, đấy các bạn thấy nhỉ,
cho vào bơm chạy khác ngay này. Đấy, êm ru rồi. Đó. Đấy. Bây giờ mình đo lại các bạn xem. Bạn thấy là con tụ này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Đấy, lên 2-3V luôn các bạn thấy chưa? Đấy, vừa nãy nó chỉ tụt thì hẳn 10V. Đấy, 2-3V. Thì mình sẽ gửi cho bạn cái con tụ này. Đấy, bây giờ mình đây bơm nhá, bơm chạy nhưng mà nó sẽ không hút được các bạn. Không hút được này. Đấy, bây giờ mình phải mồi mình hút lại chứ. Cho nó xem là cái áp nó như nào. Không hút được các bạn. Không hút được. Đấy, như vậy là bơm có vấn đề các bạn nhé. Đấy, bơm này thì sẽ không bao giờ hút được rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ phải tháo ra, mình thay bộ kit thôi. Bơm vẫn chạy êm các bạn. Đấy, vẫn chạy êm nhưng mà không hút được. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rút nút điện nha các bạn nhé. Đấy, thì cái nguồn mà tụt các bạn thấy là gì? Dù bơm, các bạn gì? Các bạn thay kit, thay đầu bơm mới, thay bơm mới thì nó vẫn yếu nhá. Cho nên các bạn phải khắc phục từ nguồn trước, nguồn đủ thì mình lại sửa đến bơm. Đấy, đây là cái quy trình làm. Đấy, chứ các bạn vào đi sửa máy mà khách hàng, chủ nhà người ta bảo là máy chạy mãi không ngắt, chạy yếu thì các bạn vội vàng thay lõi dầu là coi như là không thành công nhé. Đấy, nhiều bạn là còn thay cả bơm mới nhưng mà máy vẫn không lọc được. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái đầu bơm này, mình thay bộ kit cho bạn xem. Đấy, tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bộ kit luôn nhé. Nhiều bạn cũng xem video rồi, các bạn mình có nhiều video hướng dẫn rồi nhưng mà các bạn chắc chưa xem kỹ. Để thay bộ kit cho các bạn tháo hẳn cái đầu bơm này nhé. Đấy, đây là bơm hết đồ Đài Loan này, rất là tốt các bạn này. Rất bền nhé. Đấy. À, cái này bạn ấy tháo cả bộ kit ra trước rồi các bạn. Tháo bộ kit ra rồi. Đấy, bây giờ mình phải gỡ này ra trước các bạn. Tháo nào không hút được, các bạn tháo kit ra rồi. Đấy, để thay bộ kit thì các bạn tháo hết cái đầu bơm này ra nhé. Đấy, thì đầu tiên các bạn lắp này vào trước này. Đấy, trước khi thay các bạn kiểm tra cái vòng bi này. Đấy. Đấy, nó còn trơn thì các bạn thay nhé, không thì thay vòng bi luôn các bạn nhé. Đấy, bộ kit này, bơm Đài Loan các bạn. Đấy, thì cái này hiện tại chỗ mình đang bán là 100.000 một bộ nhé, kit Đài Loan. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo mình ship cho. Đấy, các bạn cho màng vào trước. Cho màng vào trước các bạn. Đấy, cái này nó có cái lỗ sẵn rồi, bạn chỉ đặt vào thôi. Đấy, xong đặt 3 đồng tiền vào các bạn. 3 đồng tiền vào các bạn nhé. Đấy, khi tháo các bạn nhớ lấy cái con ốc cũ của nó này. Con ốc cũ của cái bộ kit cũ ấy. Bởi vì ốc theo này nó to hơn, nó vặn khó các bạn. Nhiều lúc nó không vừa các bạn. Đấy. Bắt đồng tiền các bạn. Đấy, lần lượt bên này cũng vậy. Đấy, sau khi đã bắt xong 3 cái đồng tiền này này, các bạn nhớ vặn chặt nhé, không nó dò nước nhá. Đấy, nó dò nước là một là rách màng bơm, hai là cái 3 con ốc này mình bắt không kỹ này các bạn thì nó sẽ bị dò nước. Đấy, sau đó bạn lắp cái bộ lúc B này vào. Đấy, bộ phớt này vào. Đó. Đấy, vào vừa này. À, đến cái khâu này thì nhiều bạn là hay lúng túng này, lắp không chuẩn này. Đấy, 3 cái lò xo này các bạn. Đấy, 3 cái lò xo ở cái đỉnh lúc B này này. Đấy, thì ở đây có 3 cái lỗ ở dưới này nhé các bạn. Đây mình soi hơi tối. Soi lại đây. Đấy, nó có 3 cái lỗ này này. Thì các bạn đặt 3 cái lò xo này vào trước. Đây. Đấy. Đặt như này nó không bị rơi. Đấy. Bạn đặt 3 cái này vào trước nhá. Đấy, để nó thẳng lên này này. Đấy, sau đó các bạn ốp này vào. Ốp cái mặt này vào. Thì khi ốp các bạn, cái này mình cũng lưu ý các bạn này. Ở đây nó có mũi tên nữa các bạn. Đấy, nó có mũi tên nhá. Đây này. Mũi tên này thì các bạn quay cái mũi tên này vào hướng mình nhé. Đây, mình chỉ lại. Đây. Đấy, nó có mũi tên này, các bạn quay mũi tên này vào hướng mình nhé. Hướng hướng của mình ấy. Đấy.
Cái này bạn lắp không chuẩn là nó bị cái chiều nó bị ngược các bạn. Đấy. Nhớ nhớ mũi tên hướng về đây nhá. Và một cái lưu ý nữa là ở đây nó có cái khe này các bạn. Có cái khe này. Khe này bây giờ các bạn cũng hướng xuống dưới. Đấy, như này các bạn. Đấy cái khe các bạn hướng xuống dưới. Đấy, các bạn quay cái mặt này bên dưới nhá, lỗ thoát nước và quay cái mũi tên về hướng mình. Đấy, sau đó các bạn đặt vào thôi. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai bên ở dưới nó gắn với hai cái đầu này. Đấy, này nó hơi tối rồi. Đây. Em lấy lại sáng các bạn. Sáng các bạn dễ theo dõi nha. Đấy cái này cũng hướng dẫn nhiều rồi, tuy nhiên hôm nay sẽ làm lại thì các bạn. Bạn nào còn mua về mà còn khó khăn ấy, đấy thì các bạn từ từ chụp vào cho nó vào. Đấy, ba cái lò xo nó vào ba cái đỉnh cái lúp B này được. Đấy. Đấy, vào rồi các bạn. Đây. Khi vào nó khi mình lật lên nó sẽ cân như này này. Đấy, nó cân như này nha các bạn nha. Đấy, cho các bạn ấn vào bạn bắt ốc thôi. Là được. Đấy. Như này các bạn. Đấy, còn khi mà tháo ra nó có cái tem này này. Các bạn căn luôn nó đúng cái chiều tem này là được. Đó. Rồi, bắt ốc vào thôi các bạn. Đấy là xong các bạn nhé. Đấy, bây giờ lắp vào bơm thôi. Đấy. Những cái bơm này mình vừa nãy mình phải thay cái rô to các bạn. Mà cái rô to này nó bị chạm mất 2-3 cực rồi, nó quay nó giật ngay từ đầu ấy. Thế đây thì mình cũng báo luôn để bác gửi cái máy cho bơm với mình mà bác ấy biết ngay nhé, biết luôn. Đấy, thay luôn rô to mới quay được các bạn. Vừa nãy nó quay lừ đừ, nó chậm ấy. Khi mới bơm các bạn mà quay vào mà nó lắp vào mà các bạn tháo này ra này, các bạn cắm điện mà nó quay rất là chậm, lật mà nó giật đấy thì là rô to này là nó đã bị hỏng các bạn nhé. Đấy, cái máy này vừa nãy nó có tình trạng như vậy. Đấy, xong rồi các bạn lắp vào thôi. Đấy, xong các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp nguồn điện vào và mình thử áp suất bơm nữa là xong. Đấy, chạy êm ru các bạn. Đấy, vừa nãy nó cứ giật đấy. Đấy, bây giờ chạy êm ru. Rồi bây giờ mình sẽ thử nước đo áp các bạn nhé. Đấy thì khi làm thì các bạn cứ làm tuần tự như vậy. Đấy, sửa bơm xong, sửa nguồn ok xong, các bạn lắp vào máy, sau đó mình sẽ loại trừ. Đấy, nó hỏng cái gì tiếp theo thì nó dễ các bạn nhé. Bây giờ sửa máy các bạn, cái quan trọng nhất là cái nguồn với cái bơm các bạn. Sau khi mình làm xong nguồn với bơm rồi thì các thứ khác trong máy nó đơn giản hơn. Bây giờ các bạn cứ hỏi mình bảo là sao cái máy chạy mãi không ngắt thì mình cũng chịu các bạn. Mình không thể chỉ không thể biết cái chỗ nào thì mình chỉ các bạn sửa, và các bạn phải gì phải kiểm tra theo tuần tự như của mình ấy thì nó mới ra nguyên nhân nhá. Đấy, chứ mình không thể xui gọi là không có căn cứ được các bạn. Rồi bây giờ mình thử các bạn nhé. Đấy, tự hút nước rồi các bạn. Đấy, lưu lượng chảy rất tốt này. Đấy. Khi mà thay bộ kit vào thì nó sẽ hút đầy, gọi là như cái bơm mới luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn này. Đấy, áp lên đến 8 kg luôn, 9 kg luôn các bạn thấy chưa. Đấy, này. Đấy, 9 kg luôn. Đấy. Mình thường mình để cái này thì mình kiểm tra xem nó có bị giò không. Giò nước ở đầu bơm không nhé các bạn nhé. Này, khi mà sửa xong ấy. Đấy, các bạn cứ vặn cho nó khoảng 4 kg, đúng cái áp mà máy hoạt động các bạn. Đấy. Sau đó các bạn quan sát cái lỗ này, nếu mà thoát nước thì nó chảy nước ra cái lỗ này ngoài. Đấy.
Đấy, nó chảy nước ra cái lỗ này ngon. Đấy các bạn nhé. Đấy, khô cong rồi. Đấy, khô cong nhá. Quay lại lần nữa đây. Đấy, các bạn. Đấy, rất là căng. Đấy, ok các bạn nhé. Đấy. Như vậy là cái bơm với cái nguồn này mình đã làm xong. Đấy. Đây, mình sẽ gửi cho bạn cái tụ nguồn này. Đấy, về bạn ấy đấu song song với cái đường ra tờ xong. Đấy, bơm ok. Đấy. Rồi, chào bạn nha. Video cũng hơi dài rồi, mình hướng dẫn cũng hơi chi tiết một chút. Bạn nào mà đam mê thì các bạn có thể xem hết video. Các bạn cần mua đồ thì cứ alo mình nhé, mình ship cho các bạn nhé. Rồi, chào bạn nha.